Cô chú ơi, sáng nay chị ăn phở. Thả miệng ra đi con. Ăn phở ngon lắm á cô chú ơi. Chị thật, chị thích ăn phở nhất luôn á. Ngon không con? Nhớ. Đúng rồi. Cho con thổi đi. Nhớ. Nhớ hả? Con phải thổi chứ sao nó. Nè con thổi đi. Thổi đi. Thổi đi, thổi, thổi. Lâu. Thổi. À, người ta thử trước á, người ta thử rồi có nóng không người ta mới hả miệng người ta ra đó. Chứ đâu phải đơn giản mà để tao hạ hạ hết cái miệng tao ra đâu. À, cô chú coi cái iPad mà nó vẽ nè, nó vẽ hư 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 cái à, nó vẽ cái nó đấy đó à. Em Út thì nó giục, nó giục tùm lum tá lả thì đưa hết, nó rinh ra làm chi rồi nó giục không biết. Không yêu thì đừng nói lời cay đắng ngay đây nè. Chính kiến lắm á nha cô chú, không ăn là không đời nào mà ai có thể ép được đâu. Không có dễ dàng gì mà cuộc đời nào ai ép chạy đi được đâu. Không ăn là lắc đầu là chạy là khóc liền á. Còn ăn một cái là thôi đó, cô chú biết nó rồi. Nó mà ăn cái gì một cái là đi nó dí nó bám theo y như là đĩa vậy. Nè ha. Open your mouth. Ấy. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Sit down, sit down. Sit down, rồi gài. Rồi, safety first. Sit down, rồi gài cái đó vô. Ngồi xuống. Ngồi xuống rồi gài vô. Nè, đó. Rồi, con tự gài con vô đi. Thank you. Rồi, tự gài vô đi. Đó, gài vô. Safety first. Gài vô. Giỏi quá. Đây, cô chú ơi. Nè, thả miệng nhạc. Giỏi quá. Nhâm nhâm nhâm, ngon quá cô chú ơi. Yummy on my tummy. Phải chị đi. Yummy yummy. And your tummy, tummy. Wow. 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 Open your mouth. Giỏi quá. Cô chú thấy chay ăn giỏi chưa? Ôi ôi. Red. Màu đó màu gì á? Yellow. Yellow hả? Orange. Oshi. 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 Giỏi quá, một chút nữa mẹ cho con ăn cánh gà nha. Đúng rồi, một chút nữa mẹ cho chị ăn cánh gà. Giỏi quá. Ngon không con? Ngon không? Nói mẹ nghe coi. Ngon không? Is it good? Yum. Yum. Con nói yummy. Yummy. Đúng rồi. Mời cô chú nè. Con nói đi, con nói nè. Phở. Đúng rồi. Hả? Lắc kỳ đó, đúng rồi. Mình ăn xong rồi mình nói lắc kỳ nha con. Lắc kỳ. Chàng chà đa. Wow, ngon quá. Yeah, salami Swiss. Chay mới ngủ dậy đó cô chú. Chay ngủ từ hồi mấy giờ ta? Chay ngủ từ hồi 5 giờ chiều, 4 giờ rưỡi, 5 giờ chiều cho tới 7 giờ tối. Rồi giờ là thức cho, giờ bây giờ là thức cho tới 12 giờ tối mới đi ngủ lại đó. Salad. Make yourself a salad baby. And rồi cái bây giờ tới 12 giờ tối mới ngủ lại. Rồi sung sướng chưa? I forgot to get the cheese for the salad.
Giỏi quá cô chú ơi. Cô chú cho Trang một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt đi. Ooh, yeah. What we got here? Go back. Wow. Spaghetti. Ooh, they're gonna. I'm gonna make homemade spaghetti. Rồi. Nó ăn nhiều nhiều lên cho về cho bà ngoại bồng con cho nặng nặng tay cho bà ngoại vui nha con. Chứ mà bà ngoại ẩm nhẹ tay là bà ngoại la mẹ đó. Mà nói chung quá mấy đứa con nít này nè, mình không có ép nó được, nó ăn á, nó theo ngày chứ không phải ngày nào cũng vậy nha. Ngày thì nó ăn nhiều, còn ngày nó ăn ít. Không có hơn giống như mình vậy đó, ngày mình thấy ngon miệng thì mình ăn nhiều, nhưng mình không có ép, không có ép là cái cử là phải ăn như vậy. Hôm nay tại sao không ăn, hôm kia tại sao không ăn, giờ cái miệng của nó vậy là chịu thôi à, chứ không có ép nó ăn được, đúng không cô chú và tất cả mọi người. Mình có ngày mình muốn ăn cơm, có ngày mình muốn ăn cá, có ngày mình muốn ăn thịt rồi này kia, mình ngán rồi vậy đó. Trời ơi. Lắc đi. Ồ sao bé không lắc. Cô chú thấy chơi lắc chưa? Đây nè con. Spaghetti sauce. Yummy on my tummy. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống cô chú mới thấy con chứ con đứng lên cô chú không có thấy. Ngồi xuống đi, sit down please. Can you sit down? Thank you much. Thank you very much. Thank you much. Trời ơi. À, con chú ơi, chay nè. Chay ăn nha. Thổi đi. Đúng rồi, cô chú biết chay đang ăn gì không? Chay đang ăn mac and cheese. Mà mac and cheese là cái gì? Mac and cheese là cái này là nui nè. Rồi xong rồi cheese là phô mai. Đó, vậy thôi đó, ăn vậy nó mặn mặn vậy thôi. Vậy mà ham đó. Thổi đi. Giỏi quá. Ngồi xuống, sit down, ngồi xuống mẹ cho ăn, ngồi xuống từ từ. Vui không? Yeah. Lắc đi. Lắc sao? Nào, bà con chó thở làm sao? Chó thở làm sao? Hãy mi nha. Giỏi quá. Nhai đàng hoàng nha. Ăn cái này là mình phải nhai đàng hoàng nha. Mẹ mày thổi đi cho nóng nha con, tại vì cái này á là phải là nấu microwave lên cho chín nên rất là nóng. Con nít Mỹ này nít ở Mỹ khoái ăn mấy cái này lắm cô chú ơi. Nhưng con nít Mỹ nó khoái ăn cái này giống như con nít ở Việt Nam mà khoái ăn cơm với nước tương vậy đó, y vậy đó. Ăn ngon không con? Con nói đi mac and cheese. Thank you. Con cho cô chú ăn nha. Thổi cho cô chú đi. Ngồi xuống cô chú mới thấy con, Đó, đưa miệng nhẹ vô. Nè, đưa nhẹ miệng vô cô chú mới thấy, lẹ lên ngồi xuống. Ngồi xuống đi con. Baby. Ngồi xuống, sit down please, sit down. Ừ, em bé đó con.
Đây mẹ, đây mẹ. Lắc lắc cái ngồi. Ồ sao bé không lắc? Ăn mà sao lắc? Hai miếng da. Ồ sao bé không lắc? Hồ sao bé không lắc? Cô chú ơi, chị đang ăn sườn nè cô chú. Thịt sườn đó, cô chú thấy chị giỏi chưa? Thôi ơi, mày làm thịt sườn ngon quá à, tự động bóc ăn luôn. Ăn xong rồi cái đi, chơi ăn xong rồi cái đi giặt đồ luôn, đi giặt áo luôn cho rồi. Ừ. Không, con ăn cái thịt mẹ cắt thôi. Con đừng có cầm cái sườn chí. Alright, you ready to eat some breakfast? High five. Well, let's get you a fork. This one can't see. It's gotta go up a little. Here's your fork, Jady. Thank you. Thank you. You're welcome. Isn't it so good? And you can dip it in that too. That's called syrup. Yeah. Is it good? Really good. So, JD, you want to go to the car show today? Yeah. Yeah? Okay. We're gonna go after breakfast. Okay. We'll get all cleaned up, changed, and ready to go. Yeah. Sound good? Yeah. Good. Good. Okay. Did you try this? Oh yeah, you're eating it. You just dip it in that. Just a little bit. Go try it. Try it. Is it good? Yeah. Yeah, it's called syrup. Real good. breakfast. Yay. You want some syrup? Not yet. It's real good. Oh yeah? Is it good? Let's finish up our breakfast. Oh. Oh yeah. Syrup. They're very sticky too. Ooh. We gotta just use some napkins, huh?
Mm, give me a kiss. Mwah. All right. Wait. Let's get you some napkin. Napkin. Wet napkin. Napkin. All right. Socks. Let's wash your hands a little bit. Very sticky, very sticky. I'm not gonna wash your face, just your hands. Here, no more syrup right now. Finish your food, please. Thank you. Oh, I see. Yeah, dry it off. I took mama. Mm-hmm. The egg tastes good, huh? Is Dad a good cook? Say yeah. No, 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 no. No more syrup, okay? You have enough syrup. Please. Here. Oops. So rude. So rude. Egg. Uh-oh, it dropped. Egg. Can you say egg? Run. Yeah, eat it with a fork. Boom. Fork. Boom. Fork. Not spoon. Fork. Fire. Spoon. Fork. Boom. Spoon. Boom. Spoon. Uh-oh. Good job. You're so proper. You're proper like a princess. Uh-oh. Uh-oh. Here, let's get it closer so it's easier. Yeah? We're gonna comb your hair when we get you ready. Uh-oh. Uh-oh, indeed. All right, Daddy's gonna get your stuff ready while you eat. Yes. Yeah? More. More? You want some more? Right. There's some more right there. Yay. All right, are you done? No. No, you want some more? No. Yeah? Oh, what's that? Yeah, it's wires in the ceiling. Okay, you're all set? All right, see you guys in a little bit. More. More, okay, I'll make you some more, okay, baby?